lữ đoàn Ukraine chạy sang Nga đầu hàng kể loạt tội ác của Bộ Chỉ huy Kiev. Pháo binh Nga áp chế quân Ukraine tại Donetsk. Cuồng phong lửa Tornado S của Nga diệt trung đội pháo Makaron RM-70. Ukraine dùng UAV giải đình chặn xe tải quân sự Nga. Israel tuyên bố hạ chỉ huy Hamas tại bờ Tây. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Lữ đoàn 25 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị các chỉ huy bỏ rơi, buộc họ phải đầu hàng khi bị nhóm quân trung tâm của Nga tấn công. Sự việc đã được các phóng viên quân sự của kênh Telegram World browser xác nhận. Các binh sĩ Ukraine bị bắt đã khai rằng, theo hướng Adipka, bộ chỉ huy ném những người lính chưa được chuẩn bị sẵn sàng vào các cuộc tấn công mang tính tự sát và cũng không được hỗ trợ sơ tán khi cần. Chính vì vậy, toàn bộ nhóm binh sĩ tham gia cuộc tấn công đã đào tẩu sang Nga để sống sót. Kênh Telegram World browser cho biết, trong các trận chiến theo hướng Adivka, lữ đoàn 25 của lực lượng vũ trang Ukraine chịu tổn thất nặng nề nhưng vẫn cố gắng một cách vô ích để giành được chỗ đứng trên các tuyến phòng thủ vốn thiếu chắc chắn để rồi phải bỏ rơi bộ binh ở những vị trí hầu như không có đường rút về. Một trong những tù nhân Ukraine đã nói với Bộ Chỉ huy Kiev bằng những lời biết ơn vô cùng cay đắng vậy là xin cảm ơn các vị lãnh đạo đáng kính của chúng ta theo lời các vị chúng ta đã đạt được mục tiêu kép hướng adivka hiện là một trong những khu vực có nhiều vấn đề nhất đối với bộ chỉ huy ukraine quân nga còn rất ít thời gian để đưa chasovia vào vòng vây nơi lực lượng vũ trang ukraine đang cố gắng thực hiện các cuộc phản kích từ tàn quân từng trốn thoát khỏi adivka theo một số chuyên gia cuộc tấn công vào khu vực đông dân cư này sẽ bắt đầu trong những ngày tới và sau khi Chasovia nằm dưới quyền kiểm soát của Nga, quyền tiếp cận Slavyansk sẽ được mở ra. Hãng tin Sputnik mới đây đưa tin rằng các lực lượng Nga đã triển khai pháo tự hành Jassines để chấn áp pháo binh Ukraine ở khu vực lân cận thành phố Adivka, tỉnh Donetsk, khi hai bên lực lượng rằng co tại khu vực. Trong đoạn video mà Sputnik đăng tải, lực lượng pháo binh Nga khai hỏa pháo Jassines nhắm mục tiêu về các đơn vị Ukraine đóng tại khu vực này. Không rõ đoạn video được ghi lại khi nào, được biết, pháo tự hành Jacinet là một loại vũ khí sát thương cao, có khả năng bắn nhiều loại đạn và được thiết kế để hỗ trợ hỏa lực tầm xa cho lực lượng mặt đất Nga. Pháo này có độ cơ động cao, có thể di chuyển nhanh chóng đến các vị trí bắn mới, do đó khiến đối thủ khó có thể theo dõi và nhắm mục tiêu. Truyền thông Nga cho biết pháo phản lực Tornado S, biệt danh cuồng phong lửa của nước này, đã phá hủy cả một trung đội pháo phản lực RM-70 Vampire, biệt danh ma cà rồng của Ukraine. Xu hướng đấu pháo lại đang trở lại trong cuộc xung đột Đông Âu. Một trong những loại vũ khí có sức công phá khủng khiếp nhất của Nga chính là pháo phản lực Tornado S, biệt danh cuộc phong lửa. Trang Avia của Nga cho biết quân đội nước này đã dùng pháo Tornado S để tập kích cả trung đội pháo phản lực Ukraine. Phía truyền thông Nga cho biết pháo phản lực của Ukraine bị tiêu diệt chính là RM-70 Vampire, biệt danh Ma Cà Rồng. Trang Avia cho biết RM-70 Vampire, biệt danh rồng, thường được Ukraine sử dụng để tập kích vào Belgorod. RM-70 Vampire của Ukraine được thiết bị trinh sát của Nga phát hiện ở làng Lipsi, vùng Kharkov. Ngay sau đó, lệnh tập kích được pháo Tornado S thực hiện. Phía Nga cho biết đòn tập kích từ pháo Tornado S cỡ nòng 300mm đã phá hủy cả trung đội pháo RM-70 Vampire. Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Tornado S là dòng pháo phản lực cỡ nòng 300 mm mạnh nhất của Nga hiện nay. Được biết, dòng pháo này được phát triển từ dòng pháo phản lực BM-30 Smerch từ thời Liên Xô. Trang AviaPro thông tin trong những tháng gần đây, quân đội Nga đã gia tăng đáng kể việc sử dụng bom lượn, đặc biệt là FAB-250 phóng từ máy bay tấn công Su-25. Chiến thuật này ngày càng mang tính quyết định trong cuộc xung đột, đặc biệt là ở khu vực Adygea và Chasovya. Ấn phẩm The Morgan của Hà Lan trong bài xã luận lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine trước tình trạng thiếu đạn pháo và tên lửa phòng không đang ngày càng dựa vào máy bay không người lái cảm tử. Trong khi đó, quân đội Nga đang tích cực sử dụng bom lượn để tạo ra sự đột phá trên toàn mặt trận. Kể từ đầu năm, khoảng 3.500 quả bom như vậy đã được sử dụng nhằm vào các vị trí quân sự của Ukraine, biến các sở chỉ huy và điểm tập trung quân của lực lượng Ukraine thành đống đổ nát. Lực lượng vũ trang Ukraine có vũ khí tương tự trong kho vũ khí của họ, bom trên không hiện đại hóa của Mỹ với tổ hợp JDAM được sử dụng ở Afghanistan và Iraq. Tuy nhiên, số lượng vô cùng hạn chế. Ưu điểm chính của bom lượn là chúng được phóng ra từ ngoài tầm bắn của phòng không Ukraine. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tiết lộ rằng hàng nghìn binh sĩ Ukraine trước đây chưa từng phục vụ ở tiền tuyến đã được điều động đến các đơn vị chiến đấu. Theo tuyên bố, Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Ukraine ra soát lại các đơn vị của lực lượng vũ trang. Khi cuộc chiến với Nga đang diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết, quân đội Ukraine phải đối mặt với nhu cầu ngày càng tăng về việc bổ sung các đơn vị chiến đấu, xây dựng lực lượng dự bị và tiến hành luân chuyển binh sĩ đã tham chiến một thời gian dài về hậu phương để hồi phục nguồn lực. Vào giữa tháng 3, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sidorsky cho biết Ukraine đã bắt đầu luân chuyển quân nhân đã phục vụ tại tiền tuyến trong một thời gian dài, bất chấp tình hình chiến trường ngày càng khó khăn. Quốc hội Ukraine ngày 11 tháng 4 đã thông qua dự luật huy động quân sau khi phiên bản đầu tiên trước đó bị rút lại do các nội dung gây tranh cãi. Quốc hội cũng nhất trí bỏ đề xuất về quy định xuất ngũ khi thông qua dự luật. Trước đó, trong bản thảo đầu tiên, Ukraine tính cấp cho binh lính quyền xuất ngũ sau 36 tháng phục vụ trong quân đội. Vấn đề này được xem xét riêng trong tương lai. Theo Ukraine Prada, việc loại bỏ đề xuất về quy định xuất ngũ khỏi dự luật được thực hiện theo yêu cầu của Tổng tư lệnh Sirovsky. Thời gian gần đây, trên chiến trường Ukraine, lực lượng Nga đang phải đối mặt với mối đe dọa mới, đó là những mảnh đinh nhiều mũi làm từ những miếng kim loại hoặc thanh thép được phương tiện bay không người lái của Ukraine giải xuống, làm nổ lốp xe tải quân sự. Khi phương tiện dừng lại, UAV tự sát Ukraine sẽ lao vào tấn công chúng chiến thuật dùng uav giải đinh chặn đường xe tải mà ukraine sử dụng tăng thêm rắc rối cho chuỗi cung ứng vốn chịu nhiều căng thẳng của nga khi xe chuyển vật tư của họ ra tiền tuyến thường xuyên bị đối phương tập kích các video được công bố gần đây cho thấy cảnh uav giải đinh làm từ thép nhọn xuống đường khiến các xe tải nga bị nổ lốp hoặc xịt lốp một blogger quân sự của nga cho biết đối phương liên tục nghĩ ra những thứ khó chịu mới họ không chỉ dùng uav giải mìn mà còn giải đinh kín những tuyến đường nguy hiểm vì lý do an toàn các tài xế của chúng tôi phải lái xe như bay với tốc độ cao nhất. Hãy tưởng tượng chuyện gì xảy ra khi lốp chiếc xe đang chạy nhanh như thế bị thủng. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12 tháng 4 đã làm rõ quan điểm về ngân sách bổ sung nhằm tiếp tục duy trì hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida vào ngày 12 tháng 4. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đứng sau ông Trump. Theo RT, ông Trump nói sẽ không phản đối quốc hội phê duyệt ngân sách bổ sung cho Ukraine miễn là khoản hỗ trợ được phê duyệt dưới dạng cho vay, không phải hỗ trợ miễn phí. Ông Trump cũng bày tỏ mong muốn các đồng minh phương Tây hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa để tương xứng với Mỹ. Phát biểu với các phóng viên khi gặp Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson vào ngày 12 tháng 4, ông Trump khẳng định quan điểm ủng hộ ông Johnson trước sức ép từ các hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa khi được hỏi về quan điểm nếu ông Johnson đưa dự luật ngân sách hỗ trợ Ukraine ra bỏ phiếu ở Hạ viện, ông Trump đã trả lời: "Chúng tôi đang tính tới việc biến khoản ngân sách hỗ trợ thành khoản vay, chứ không phải cho không, chúng tôi xem xét điều đó." Ông Trump là ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa và sẽ ra tranh cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm nay. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy ông Trump đang dẫn trước đương kim tổng thống Joe Biden. Israel thông báo quân đội nước này vừa đầu súng và gục Mohammad Oma Darakme, chỉ huy Hamas ở khu vực phía bắc bờ Tây. Lực lượng vũ trang Israel IDF ngày 12 tháng 4 cho biết đã bắn hạ hai tay súng Palestine ở thị trấn Tubas và gần trại tị nạn al Fara, khu vực phía bắc của bờ Tây. Hội trang lưỡi liềm đỏ xác nhận thông tin về vụ đấu súng, cho biết hai người thiệt mạng và ba người bị thương trong sự việc. IDF khẳng định một trong hai tay súng thiệt mạng là Mohammad Oma Darakme, đặc vụ then chốt của Hamas và là người đứng đầu mạng lưới của tổ chức này tại Tubas. Họ cáo buộc Mê đang lên kế hoạch tấn công nghiêm trọng nhắm vào Israel. Quân đội Israel cho hay Mê đã ngồi trên ô tô và nã đạn tấn công trước vào các thành viên IDF. Lực lượng tuần tra nổ súng đáp trả, hạ gục Mê và phát hiện một số vũ khí cùng thiết bị quân dụng trong xe. Hamas sau đó cũng xác nhận một chỉ huy quân sự địa phương đã thiệt mạng ở bờ Tây. Nhóm này cho biết Darakme là thành viên lữ đoàn Iyad Din Al-Qassam. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12 tháng 4 dự đoán sớm muộn gì Iran cũng sẽ tấn công Israel để đáp trả cuộc tấn công vào khu lãnh sự của Iran ở Damascus. Ông Joe Biden cũng nói, chúng tôi cống hiến hết mình cho việc bảo vệ Israel, chúng tôi sẽ hỗ trợ Israel, chúng tôi sẽ giúp bảo vệ Israel và Iran sẽ không thành công. Tổng thống Biden tuyên bố rằng, thông điệp của ông gửi tới Tehran là đừng tấn công. Trong khi đó, Cổng thông tin Axios dẫn ba nguồn tin Mỹ cho hay, thông qua các nước Ả Rập, Tehran đã chuyển thông điệp cho Washington nêu rõ rằng nếu Hoa Kỳ can thiệp vào cuộc xung đột giữa Israel và Iran, thì các lực lượng Mỹ trong khu vực sẽ hứng chịu đòn tấn công. Kênh truyền hình CBS News đưa tin trước đó dẫn lời các quan chức Mỹ, nước này dự đoán cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel sẽ sớm xảy ra. Phía Iran có thể huy động tới 100 máy bay không người lái và hàng chục tên lửa để tấn công các mục tiêu quân sự. Trong bối cảnh leo thang tiềm ẩn Hoa Kỳ cam đoan với Israel rằng Washington sẽ hỗ trợ đồng minh của mình trong việc chống lại bất kỳ mối đe dọa nào xuất phát từ Iran và các vệ tinh của Tehran. Với 273 phiếu thuận và 147 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 12 tháng 4 đã phê chuẩn việc gia hạn điều khoản 702 của đạo luật do thám tình báo nước ngoài FISA. Chương trình do thám đánh giá là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ, dự kiến hết hạn vào ngày 19 tháng 4. Điều khoản 702 cho phép chính phủ Mỹ thu thập thông tin liên lạc của công dân nước ngoài ở bên ngoài lãnh thổ Mỹ mà không cần xin lệnh của tòa án. Điều khoản này đã bị một số nhà lập pháp của cả hai đảng dân chủ và cộng hòa cũng như một số tổ chức phản đối vì đôi khi chính phủ cũng thu thập dữ liệu của công dân Mỹ liên lạc với những người nước ngoài bị theo dõi. Một số điểm sửa đổi được đưa ra nhằm bổ sung quy định xin lệnh của tòa trong một số tình huống nhưng điểm sửa đổi này đã không được thông qua trong cuộc bỏ phiếu sát sao với tỷ lệ 212-212 phe cộng hòa bảo thủ và phe dân chủ cấp tiến ủng hộ lệnh của tòa vì theo họ điều này là cần thiết để bảo vệ quyền riêng tư của công dân mỹ tuy nhiên nhà trắng và giới chức tình báo cho rằng việc xin lệnh của tòa án sẽ làm hỏng visa và khiến nước mỹ mù tin tình báo giúp phát giác nguy cơ khủng bố và những rủi ro an ninh quốc gia Hàn Quốc và Mỹ cuối tuần này đã tiến hành cuộc tập trận không quân chung với sự tham gia của khoảng 100 máy bay chiến đấu các loại. Theo The Korea Times và Yonhap, mang tên gọi cuộc huấn luyện bay Hàn Quốc KFT, lần tập trận này theo dự kiến kéo dài 2 tuần từ ngày 12 tháng 4 theo giờ địa phương tại căn cứ không quân Gunsan ở Gunsan, cách Seoul 178 km về phía nam. Cuộc tập trận sẽ huy động khoảng 25 chủng loại máy bay, bao gồm cả những thế hệ tiên tiến nhất như F-35B của Mỹ và máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Hàn Quốc. Cuộc tập trận được tuyên bố là để tăng cường khả năng sẵn sàng chống lại các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên. Sẽ có sự tham gia của cả các lực lượng lục quân và thủy quân lục chiến Mỹ. Cuộc tập trận tập trung vào việc tích hợp các hoạt động máy bay chiến đấu tiên tiến, tăng cường khả năng tấn công chính xác và huấn luyện quân đội với kịch bản tìm kiếm, cứu hộ, chiến đấu và thả lính dù có quy mô lớn. Cuộc tập trận KFT năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tăng cao từ các vụ thử vũ khí liên tục của Triều Tiên trong năm nay bao gồm cả vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn ngày 2 tháng 4 mang đầu đạn siêu thanh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế giới nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại.